đi mua sắm, đi ăn, đi chơi và đậu xe ngay trước cửa tiệm. Thậm chí có tiệm còn không có người trông coi. Không khó để bắt gặp những hình ảnh như thế này trên bất kỳ con đường nào tại Việt Nam. Hiện nay đa số các cửa hàng, quán xá thường không có nhà xe riêng mà hay tận dụng khoảng trống trước cửa tiệm sát lề đường làm bãi xe. Điều này càng tạo điều kiện thuận lợi để đạo tặc lộng hành. Hàng loạt những vụ mất xe chỉ trong vòng vài giây đã xảy ra và khách hàng thường chỉ biết kêu trời vì không biết đòi bồi thường như thế nào. Có nhiều kiểu giữ xe tại quán, như có người bảo vệ và có thẻ xe, hoặc tự thỏa thuận miệng mà không có thẻ xe, hoặc thậm chí là một thẻ xe giữ cho nhiều xe. Vậy khi mất xe tại tiệm, trong những trường hợp này, ai là người chịu trách nhiệm? Những cái nơi mà kinh doanh buôn bán thì nếu như người ta không có những cái thông báo liên quan đến cái việc là người ta trông giữ những cái phương tiện của những cái người đến tham gia vào các hoạt động ăn uống cũng như là mua sắm, thì rõ ràng trong trường hợp này nếu như cái tài sản của cái người khách đến mà bị mất, cụ thể là những chiếc xe bị mất, thì trong trường hợp này là cái chủ của cái cơ sở kinh doanh đó sẽ phải tiến hành đền cái tài sản này cho cái những cái thực khách đó. Trong trường hợp cụ thể là cái chủ cái cơ sở người ta đưa ra một cái khuyến cáo là khách sẽ tự giữ tài sản, thì như vậy cái người khách sẽ có trách nhiệm trong cái việc trông giữ cái tài sản của mình. Một điều đáng lưu ý là hiện nay có một số cửa tiệm treo bảng khách tự giữ xe. Nhiều khách hàng khi vào tiệm mua hàng lại ít khi lưu tâm và vô tư để xe ngay trước cửa mà không phòng bị. Thế nhưng thực tế, khi cửa tiệm treo những biển báo khách tự giữ xe như thế này, thì khách hàng phải tự bảo quản tài sản của chính mình. Để bảo đảm được cái quyền lợi của mình thì cách tốt nhất, một cái người muốn nhu cầu mua sắm hoặc là ăn uống thì người ta khi người ta đến cái quán, người ta phải biết quan sát để xem rằng cái quán này nó có những cái khuyến cáo liên quan đến cái việc là tự mình giữ xe hay là cái chủ quán sẽ có người phụ trách giữ xe. Theo quy định của pháp luật, trong trường hợp mất cái tài sản thì điều đầu tiên là hai bên phải tiến hành thỏa thuận với nhau để định cái giá trị tài sản nó là được khoảng bao nhiêu tiền để hai bên có tiến hành đàm phán trong việc đền. Nếu như hai bên không tự thỏa thuận được với nhau thì cái người bị mất cái tài sản được quyền nộp đơn lên cơ quan tòa án để tiến hành nhờ tòa án giải quyết cái vấn đề bồi thường. Có nhiều trường hợp khi khách hàng mất xe, các cửa hàng liền viện lý do trốn tránh trách nhiệm để không phải bồi thường. Hơn nữa, khi mất xe, nhiều người thường mất bình tĩnh mà không chú ý đến những điều cần lưu ý để có thể được bồi thường tài sản. Chính vì thế, nếu chẳng may mất tài sản, người dân cần lưu ý thu thập chứng cứ để được bồi thường tài sản như sau: ở ngay tại hiện trường và báo cho cơ quan chức năng, thu thập lại thẻ giữ xe, camera an ninh của quán, của khu phố hoặc nhờ người làm chứng, lập biên bản thỏa thuận về mức bồi thường với chủ quán. Nếu thỏa thuận không thành hoặc chủ quán không chịu trách nhiệm, người dân có quyền khởi kiện ra tòa án. Miền Đông 24 giờ, bản tin đặc biệt cho khu vực Đông Nam Bộ. Hãy đón xem bản tin Miền Đông 24 giờ 18 giờ mỗi ngày trên kênh BTV1 Đài Truyền hình Bình Dương.